Sáng nay tại huyện Yên Mỹ, Công ty Cổ phần Thương mại và Vật liệu Sông Hồng là chủ đầu tư khu nhà ở Sông Hồng Diamond City và chợ nông sản tại xã Yên Phú đã tổ chức lễ ký kết hợp tác phân phối sản phẩm của dự án tới các sàn giao dịch bất động sản trên cả nước. Sông Hồng Diamond City có diện tích gần 8 hecta, cách trung tâm Hà Nội 15 phút xe chạy. Dự án nằm tại vị trí giao nhau giữa hai đường tỉnh 379 và 382 thuộc xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tại trung tâm của ba huyện Yên Mỹ, Khoái Châu và Văn Giang. Chủ đầu tư cam kết với tính minh bạch và tiến độ xây dựng cũng như tính pháp lý đầy đủ của dự án đã hoàn thành với cơ quan quản lý nhà nước các cấp, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với nhà nước. Dự án được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép đủ điều kiện bán và kinh doanh nhà ở tới người tiêu dùng. Điểm đặc biệt của dự án là khu chợ nông sản đã đi vào hoạt động với 150 ki-ốt 2 tầng và 240 gian hàng có mái che trên đường tỉnh 379, quy mô 6 làn xe, kết hợp với khu nhà thấp tầng gồm gần 200 căn biệt thự và liền kề, cùng tòa nhà để ở kết hợp thương mại cao 21 tầng được sử dụng lâu dài, đáp ứng yêu cầu cho nhiều đối tượng khách hàng.